Mình xin mến chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình tiếp tục làm cái video này các bạn, cho các bạn xem cái giai đoạn lá mà mình thích hợp để xử lý kích ra bông nha các bạn. Thì trong những ngày qua đó cũng có nhiều bạn quan tâm về cái vấn đề này các bạn. Thì hôm nay mình làm video này để chia sẻ với các bạn nha. Thì các bạn xem nè, xài của mình đang ở cái giai đoạn là sắp sửa phun kích nha các bạn. Thì giai đoạn lá này là mình rất là thích hợp các bạn. Thì cái độ tuổi lá này là tới tuổi rồi đó các bạn, phun kích là rất là ok luôn các bạn. Thì để mình quay cận cảnh cho các bạn xem nha. Đây các bạn thấy này, đây là các quả lọc nha. Các bạn thấy cái dàn lá như thế này là các bạn liên tưởng tới vấn đề gì? Đối với mình là cái dàn lá này là rất là ok nha các bạn. Đây các bạn thấy nè, các bạn quan sát kỹ, nhìn kỹ nè, hai cái quyền lá các bạn thấy như thế nào nè, rất là ok luôn các bạn. Thì cái dàn lá này đó mình dự định là 17 tháng này mình phun kích đó các bạn, 17 tháng tư đầu nha, mình bắt đầu áp dụng phun kích bông các bạn ơi. Thì để mình quay cho những cây khác cho các bạn xem để cận cảnh các bạn hiểu thêm nha, rồi mình chi tiết thêm cái phần cuốn lá cọng lá cho các bạn quan sát nha, cái giai đoạn như thế nào, lá ra sao mình để phun kích nha các bạn. Thì mình quan sát mình thấy lá như thế này thì các bạn nhìn xa các bạn chưa có hiểu thêm đâu, nhưng mà mình thấy cái từ xa thì nó viền lá nó rảnh các bạn thấy không, hai hai viền lá này gợn sóng nè, rất là nhạt sóng luôn. Rồi để mình quay cận cảnh cho các bạn xem cái cọng lá nha. Đây các bạn thấy không, dàn lá của mình rất là tuyệt vời luôn các bạn. Đây là các quả lọc nha các bạn. Các bạn thấy cái dàn lá rất là ok luôn, rất là đẹp luôn các bạn. Quá đã luôn các bạn ơi. Mình sẽ cận cảnh cho các bạn xem cái cọng lá ra sao nha. Đây. Đây là nó phần ở dưới thấp đây các bạn, thì mình cho các bạn xem nó cận cảnh hơn các bạn dễ thấy nha. Đây. Các bạn thấy nè, thấy các bạn thấy cọng lá không? Thì cái cọng của lá các bạn nó có những cái đốm đen đó các bạn. Đây. Các bạn thấy nè, cọng của cái lá nó có những cái đốm đen, nó có cái lớp phấn đó các bạn, đốm đen nó đốm đốm giống như da ếch đó mà lạng lạng đó các bạn. Thì cái giai đoạn lá như thế này là rất là thích hợp để phun kích nha các bạn. Đây các bạn thấy nè, bạn thấy không, thấy rõ không, lá của chúng ta là nó có những cái đốm đen lạng lạng đó các bạn, trong cái cọng lá nè. Thì cái đây là cái kinh nghiệm của mình các bạn, mình đã áp dụng mười mấy năm nay thì mình chỉ nhìn theo cái giai đoạn lá như thế này là mình áp dụng phun kích thôi các bạn. Thì mình xin chia sẻ đến các bạn nha, để các bạn làm tài liệu tham khảo nha các bạn. Con có thể mà xem để các bạn có thể áp dụng cho nó đạt hiệu quả các bạn. Nếu mình mà phun kích mà giai đoạn lá mình nó còn yếu đó các bạn, thì cái số lượng hoa gì sao nó sẽ ốm các bạn. Nó cái cuốn hoa nó ốm nè, nó không có mập và nó không có chạy chỉ đỏ các bạn. Nếu mà cuốn hoa chúng ta ốm mà nó không chạy chỉ đỏ thì tỷ lệ đậu trái về sau nó rất là kém nha các bạn. Đối với các loại lọc các bạn thì nó chạy chỉ đỏ nha, theo cái cuốn của cọng nha. Cái cuốn của hoa các bạn, tức là cọng hoa đó, nó chạy chỉ đỏ thì có như thế là nó mới đủ sức để nó chống chọi lại điều kiện mưa gió rồi các bạn. Thì các bạn quan sát thấy nè, khi sòi của chúng ta nó có đủ cái sức khỏe là nó chỗ bông ra là cái chót đuôi của nó các bạn, cái chót đuôi của nó là nó cong dảnh lên các bạn, đó là chứng tỏ sòi của chúng ta là nó đủ sức mạnh các bạn, đủ sức khỏe để nó chống chịu với điều kiện thời tiết mưa bão như các bạn. Thì mình cho các bạn xem thêm nữa nha, lá là quá là ok luôn. Thì đây các bạn, mình làm video này chủ yếu để chia sẻ cho những bạn mà mới có làm vườn đó các bạn. Thì nhiều khi các bạn chưa có biết cách mà nhận biết giai đoạn lá để tới thời gian để phun kích nha các bạn. Thì mình làm video này chia sẻ đến các bạn nha. Các bạn có thể làm tài liệu mà xem tham khảo nha các bạn, để các bạn biết mà vận dụng thời gian mình phun kích cho nó thích hợp đó, để hoa chúng ta nó ra nó đạt được chất lượng nha các bạn.
Thì mình cũng xin nhắc lại nha, nếu chúng ta phun giai đoạn xoài chúng ta lá còn yếu á các bạn, thì nó hoa nó ra nó sẽ không có được mập hoa các bạn, nó ốm hoa. Thì cái cuống hoa nó ốm á, nó trắng các bạn, nó không có chạy chỉ đỏ thì nó không có đủ sức mạnh, sức đề kháng, nó, cái tỷ lệ đậu trái nó rất là kém nha các bạn. Thì mình làm video này chia sẻ đến các bạn mới làm vườn đó. Các bạn có thể làm tài liệu mà tham khảo để mà áp dụng vận dụng cho nó đạt hiệu quả nha các bạn. Thì về vấn đề phun kích đó các bạn, mình nếu mà mình phun kích giai đoạn lá còn non, lá còn yếu đó, thì chất lượng hoa của chúng ta không đạt nha. Thì đây các bạn thấy đây, bạn thấy dàn lá rất là tuyệt vời luôn các bạn, quá đã luôn. Hỏi sao mà nhờ dàn lá như thế này mà là mà sao mà không có ra hoa nổi các bạn, quá trời đốt đẹp luôn các bạn ơi. Lá cực kỳ đẹp luôn các bạn quan sát thấy nè, hai viền lá nè, gần sống nhặt sống như các bạn, của mình là hấp thu bắc lo rất là cao luôn các bạn thấy nè, cái viền lá là gần sống nhỏ nhỏ mà nhặt sống đó các bạn, quá là ok luôn các bạn. Thì mình cái dàn lá này thì mình 17 tháng 4 này bắt đầu mình áp dụng phun kích các bạn ơi. Thì đối với xài của mình thì lá như thế này là rất là ok, rất là chuẩn luôn các bạn. Bây giờ chỉ chờ cái thời gian để lên kích thôi. Thì mình dám nói với các bạn luôn là hứa hẹn vụ mùa bội thu nha các bạn. Quá dàn lá rất là đẹp, rất là ok luôn.